bán ở Kiên Giang 28 năm rồi. Cái thời gian đầu là ở nhà làm ăn, là mấy chục năm trước á, thời quê mà đâu có như bây giờ đầy đủ đồ. Ngon bắt đầu mình mới sáng chế thêm, là mình làm thêm. Rồi càng ngày nó càng nâng cao lên, rồi cái món nó ăn nó càng ngon. Còn chú làm toàn bộ nước dừa hả? Cái phá lấu này nó có 5 món. Phú Linh là khó nhất, rồi tới bao tử khó nhì, rồi tới lỗ tai, tới lưỡi, rồi mới tới bắp giò. Tại vì cái này là nội tạng, là mình phải làm qua nhiều công đoạn nó mới hết hôi. Cái này làm là không có hóa chất, mà heo mua là xuất xứ từ công ty, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đàng hoàng. Mình sơ chế là qua 4 năm công đoạn nó mới ra thành phẩm. Làm từ 5 giờ sáng cho tới 11 giờ nó mới có sản phẩm ra. Cái màu sắc của nó là tạo bằng màu điều, phải mấy tiếng đồng hồ nó mới sắc xuống, nó mới có ra cái màu như vậy. Mình phải canh lửa liu chứ không để lửa lớn, để lửa lớn nó khét. Làm cái này mà không có tâm mà làm không có được. Mình ăn ở đây là cách mối là ăn nhiều lần rồi, mà cái màu sắc thấy mình thấy là tự nhiên. Cái Thu Linh, đặc biệt Thu Linh đó, là ăn là không có mùi luôn, ăn ngon cực kỳ. Mình là cái người kén ăn đó nha, nhưng mà cái mình ăn cái Thu Linh ở đây là mình thấy là ok đó, ăn cái mùi là không nghe luôn. Cái giò thì nói chung là ăn mềm, thịt là nó thấm, mà cái vị á, cái vị ở đây nêm mình không biết nêm sao, nhưng mà đặc biệt lắm, mình ăn mình cảm giác nó mềm, nó ngon lắm. Giá nói chung là 350 là ok rồi. Có nhiều chỗ khác đôi khi giá nó cũng cao hơn mà ăn không có được. Bữa nay đi cùng vợ đi công chuyện chạy ngang thấy có bán, mua luôn. Tươi đẹp mà nhìn nó hấp dẫn, ngon lắm. Mới mua nửa ký, giờ mua thêm nửa ký, đủ ký về ăn. Đây là ở Sài Gòn là 3 chi nhánh, tỉnh là 5 chi nhánh, ở Phú Quốc có 1 chi nhánh. Như thứ bảy chủ nhật thì là bán tấn thịt, mấy ngày thường thì bán 600-700 kg.